Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Puka để lộ hai chi tiết đặc biệt nghi được chốt đơn. Chỉ với một bài đăng mới nhất, Puka khiến dân tình rần rần hoạt động nghệ thuật từ sớm. Đến thời điểm hiện tại, Puka đã có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí Việt. Song song với sự nghiệp, nữ diễn viên còn được dân tình quan tâm bởi tin đồn tình cảm với ca sĩ xin Tuấn Kiệt. Suốt thời gian qua, cặp đôi liên tục lộ hình nghi đi du lịch dùng đồ đôi. Thậm chí nhiều sao việc còn đẩy thuyền Jin Tuấn Kiệt và Puka ngay trên sóng truyền hình. Mới đây nhất, Puka khiến người hâm mộ rần rần khi bất ngờ đăng bức ảnh khoe đeo nhẫn ở ngón áp út và cầm một bó hoa. Đáng nói, vị trí Puka đeo nhẫn thường để dành cho những cô gái đã được cầu hôn hoặc đã kết hôn. Không chỉ thế, nữ diễn viên còn đến kèm dòng trạng thái. Fleck Hayo, được biết Fleck Hayo là tiếng Tây Ban Nha, chỉ khoảnh khắc tình yêu ập đến bất ngờ. Với hai chi tiết này, netizen dự đoán Puka đang ngầm thông báo sắp kết hôn. Puka bất ngờ khoe nhẫn ở ngón áp Úc, nghi vấn nữ diễn viên đã được chốt đơn. Thế nhưng nếu quan sát các bức ảnh gần đây của Puka thì nữ diễn viên rất thường xuyên đeo nhẫn ở ngón áp út. Nhiều người cũng dự đoán rằng có thể chiếc nhẫn kim cương kia chỉ là một món phụ kiện được nữ diễn viên yêu thích. Hiện tại Puka vẫn chưa lên tiếng hay có bất kỳ động thái nào liên quan đến nghi vấn được chốt đơn. Puka thường xuyên đeo nhẫn ở ngón áp út, có thể đây chỉ là một món trang sức của nữ diễn viên. Trước đó Puka cũng có chia sẻ về dự định lập gia đình. Đến giờ thì ba mẹ tôi đã không còn kiên nhẫn để hối chuyện đám cưới. Tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều đến việc kết hôn. Đâu phải thấy người ta kết hôn là mình cũng phải kết hôn cho bằng được. Khi ở tuổi 27-28 tôi suy nghĩ khác. Luôn mong muốn có một đám cưới như thế này, thế kia. Còn hiện tại khi qua tuổi 30 tôi lại nghĩ rằng sao cũng được, miễn là phải vui vẻ. Puka không vừa kết hôn mà ưu tiên tận hưởng cuộc sống vui vẻ, thoải mái. Nghe tin Puka quyết tâm bán nhà làm MV, Hoa Minh Di xin chị để yên cho nền âm nhạc Việt Nam. Tối 5 tháng 3, Hoa Minh Di chính thức phát hành MV Thị Màu, sản phẩm âm nhạc cá nhân đánh dấu sự quay trở lại v của nữ ca sĩ sau 3 năm kể từ không thể cùng nhau suốt kiếp. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Hoa Minh Di đã đăng tải dòng status, tạm biệt giá trị cả một căn hộ nhưng bù lại ta có những tưởng hòa minh di lại tiếp tục bán nhà bán túi để đủ kinh phí thực hiện mv lần này thế nhưng thực chất đây chỉ là dòng trạng thái vui với mục đích cầu tương tác của hòa minh di mà thôi bên dưới bài đăng đông đảo bạn bè thân thiết đã không ngừng để lại bình luận chọc ghẹo nữ ca sĩ vì thói quen than thở mỗi khi ra mv mới đáng chú ý puka khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi tuyên bố dưới bài đăng của hòa minh di về việc mình sẽ bán nhà làm mv ca nhạc lẽ nào puka quyết tâm chi lớn để theo đuổi sự nghiệp ca hát Cụ thể, Puka cho biết, mai chị bán nhà làm MV quyết định rồi. Về phần Hoàng Minh Di, ngay khi nghe câu nói này từ nữ diễn viên, giọng ca không thể cùng nhau suốt kiếp đã nhanh chóng can ngăn đàn chị. Làm phim thì được, em xin chị để yên cho nền âm nhạc Việt Nam, ha ha. Trước sự ngăn cản từ Hoàng Minh Di, có lẽ Puka nên suy nghĩ lại về quyết định này của mình. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo